Xin chào, có thể các bạn chưa biết rằng Trung Quốc được gọi là chùm cho vay nặng lãi của thế giới. Tại sao lại như vậy? Trong video ngày hôm nay, kiến thức thú vị sẽ giúp các bạn hiểu rất rõ ràng. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước hết, chùm vay nặng lãi là gì? Không khó để định nghĩa, đó là những người cho người khác vay tiền và thu một khoản tiền lãi rất cao, khiến người vay phải lao đao, xoay sở để trả nợ. Còn nếu không trả được thì sẽ có nhiều hình thức đòi nợ rất cực đoan, hoặc con nợ sẽ phải mang tài sản của nhà mình đi gán nợ. Điều thú vị là chùm cho vay nặng lãi thường rất giàu. Nếu để ý xã hội Việt Nam, các bạn sẽ thấy những người cho vay nặng lãi có thế lực rất lớn, giàu rất nhanh và chẳng vất vả gì. Thì cũng dễ hiểu vì họ đang ăn xương máu của người khác. Vậy sao Trung Quốc lại bị gọi là chùm cho vay nặng lãi? Hãy cùng xem. Hiện nay, Trung Quốc chi cho viện trợ phát triển ít nhất gấp đôi Hoa Kỳ và các cường quốc khác. Chỉ riêng năm 2017, số tiền mà Trung Quốc chi ra đã lên tới hơn 100 tỷ đô, gấp gần 2 lần ngân sách Việt Nam thu trong một năm. Và điều đáng chú ý là hầu hết các khoản viện trợ được chi dưới hình thức cho vay lãi suất khá cao từ các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc. Trong giai đoạn 18 năm, từ năm 2000 đến năm 2017, Trung Quốc đã viện trợ hoặc cho vay tiền tại 13.427 dự án cơ sở hạ tầng, có tổng giá trị lên tới 843 tỷ USD tại 165 quốc gia. Thú vị hơn là những dự án này được Trung Quốc bơm tiền hầu như đều có liên quan hoặc gắn liền với chiến lược vành đai con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình. Như các bạn đã biết, Trung Quốc muốn xây dựng một hệ thống giao thông lớn nhất thế giới và họ sẽ là trung tâm. Rất nhiều chuyên gia đã lo ngại rằng đây cũng là con đường để Trung Quốc tiện chở tài nguyên của các quốc gia khác về phục vụ cho mình. Mặc dù rất vui khi được Trung Quốc bơm tiền để xây dựng những dự án lớn, nhưng các quốc gia này cũng phải đối mặt với một vấn đề là việc trả nợ và lãi cho Trung Quốc. Đó chính là lúc mà hình ảnh ông trùm cho vay nặng lãi bắt đầu hiện diện. Hãy xem Lào là một ví dụ. Cách đây nhiều năm, Lào và Trung Quốc đã cùng nhau nâng chén, thân thiết như anh em để cùng khởi công xây dựng tuyến đường sắt nối một trong những trung tâm tài chính kinh tế của hai nước. Tuyến đường này trị giá 5,9 tỷ USD hay khoảng 140.000 tỷ tiền Việt. Trung Quốc nói rất thiện chí rằng, tôi và ông bạn mỗi người góp một phần, nhưng thực tế là Lào quá nghèo, lấy đâu ra tiền mà góp. Vậy là Trung Quốc lại bảo, ông cứ yên tâm, tôi sẽ cho ông vay để góp. Có mấy cái mỏ tài nguyên, ông cứ để tôi khai thác rồi trừ nợ dần là được. Và Lào đã đồng ý. Thế nhưng, theo các nhà nghiên cứu tại Đại học William & Mary của Mỹ, thì đây là một bước đi sai lầm của Lào. Với những điều khoản mù mờ trong hợp đồng dự án đường sắt, Trung Quốc sẽ là bên phụ trách vận hành con đường này, nhưng Lào lại là nước phải chịu chi phí. Đến tháng 9 năm 2020, với các khoản nợ chủ yếu đến từ Trung Quốc, Lào đã mất dần khả năng chi trả. Họ gần như có thể sẽ phải tuyên bố vỡ nợ. Nhưng may sao, Trung Quốc lại một lần nữa đến bên và nhẹ nhàng đề nghị, nếu ông lại bán cho tôi một phần lưới điện quốc gia với giá 600 triệu USD, tức khoảng 14.000 tỷ, thì tôi sẽ thêm thời hạn các khoản nợ cho ông. Và Lào ngoài việc đồng ý thì cũng chẳng còn cách nào khác. Như vậy, trước cả khi đường sắt được hoạt động, Lào đã phải trả cái giá khá đắt cho những tình cảm anh em thiện chí của Trung Quốc. Và đến cả đây thì Lào đã trao nốt quyền quản lý điện lưới quốc gia cho Trung Quốc trong vòng 25 năm. Tính ra, công nhân Lào xây đập thủy điện, xây trên đất của người Lào, Lào cũng chính là người sử dụng hệ thống điện đó, nhưng Trung Quốc lại là người hưởng lợi từ việc kinh doanh điện này. Chúng ta có thể thấy, Trung Quốc thật sự rất giỏi và khéo léo trong việc dẫn dắt các quốc gia đi vào bẫy nợ của mình. Lào chỉ là một nhân vật rất nhỏ trong số những quốc gia đã vay tới 843 tỷ USD của Trung Quốc. Mà mới chỉ riêng Lào, Trung Quốc đã thu được một nguồn lợi lớn. Thì với 165 quốc gia đang vay tiền kia, Trung Quốc sẽ thu lãi khủng khiếp như thế nào? Nhiều khoản vốn phát triển mà Trung Quốc cho vay thường yêu cầu các hình thức thế chấp khác thường. Điều ngày càng phổ biến là Trung Quốc yêu cầu bên cho vay phải cam kết trả nợ bằng tiền bán tài nguyên. Venezuela là một ví dụ. Trong thương vụ cho vay, Trung Quốc đã yêu cầu bên vay là Venezuela phải đặt cọc ngoại tệ thu được từ việc bán dầu khí vào một tài khoản ngân hàng của Vene. Nhưng Trung Quốc sẽ kiểm soát tài khoản đó. Nếu lỡ đến hạn mà Vene không có tiền trả, thì bên vay Trung Quốc sẽ tự động lấy tiền trong tài khoản đặt cọc kia mà không cần Vene phải ý kiến gì nữa. Nhìn lại, chúng ta thấy Trung Quốc rất khôn ngoan trong chiến lược vành đai con đường. Một mặt, họ có thể xây dựng hệ thống giao thông giúp chở tài nguyên của nước người ta về nước mình phục vụ cho dân mình. Bên cạnh đó, trong việc xây dựng vành đai con đường và nhiều dự án khác,
các nước đối tác sẽ phải vay tiền, Trung Quốc lại rất sẵn sàng cho vay và thu tiền lãi. Nếu các nước không trả được nợ, sẽ phải dùng tài nguyên để gán nợ hoặc đánh đổi bằng một điều khoản gì đó mà Trung Quốc càng được lợi nhiều hơn. Như vậy, Trung Quốc được gọi là trùm cho vay nặng lãi thì không đúng, mà phải là ông trùm nặng lãi vĩ đại nhất thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.